Hello, xin chào anh em nha. Chúng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Animal nha. Thì đây là con Spilosaurus của mình. Đó, mình sẽ cho nó đi qua cái cây cầu này. Xung quanh toàn là tinh tinh thôi. Toàn là Gozo thôi. Còn phía cuối cùng là một con lợn nha. Giờ mình sẽ bắt đầu để cho nó qua cầu này. Let's go. Qua con đầu tiên bị nó đấm cho hai phát vào mông. Con thứ hai nó đấm vào lưng nhỏ. Con này tím bít lưng anh em ạ. Úi giời, con thứ ba thì không qua khỏi luôn. Nó đấm nhau đi gặp các cụ luôn, phọt máu ra. Ok, mình sẽ chuyển qua con khác nha. Ok, thì đây là con Camotaurus của mình. Ôi giời, nhìn trông qua cái sừng trông rất là tuyệt vời. Giờ mình sẽ cho nó đi qua cái cầu nha. Let's go. Lên này. Đấm, úi giời ơi, nó đấm nhau hai thằng, nó đấm nhau chết luôn anh em ạ. Ôi, đấm nhau treo giò luôn tại đây. Bộ giờ mình sẽ chuyển qua con Hydra nhá. Ok, thì đây là con rồng Hydra của mình, Hydra 5 đầu. Giờ mình sẽ cho đi qua cái cầu này. Cái cầu của cái chết, cái cầu tử thần. Úi giời, nó đi qua này còn cắn hai con tinh tinh này chiều người nữa nữa. Con này ảo thực sự. Úi giời, lần này không 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 chiều được nữa rồi. Qua nó đấm vào hầu luôn. Đấm cho vỡ hết hầu. Tiếp tục là đàn thứ ba này. Hai con này nhìn trông rất là khỏe mạnh. Ui, hai con rồng này cắn vào con tinh tinh này luôn. Được, thực sự. Và bị nó ghè cho hỏng bên đầu luôn. Úi giời ơi, cái đầu bên này vẫn ngoài ra để ngáp. Không sao, mình sẽ cho nó đi qua. Quay lại, ôi giời. Lên. Mục tiêu là con lợn này chứ không phải là đánh nhau. Ngoạn, đúng rồi. Chết con lợn luôn. Con lợn này, ui, vẫn còn mắc cái chân này anh em. Giết nó. Ngã cái chân của nó. Ok, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.